Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Thêm Sắt Đất Thắng anh em. Đây, những chiến binh nhí của em đây. Những chiến binh lem luốc của em đây. Chỗ ở của em là ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em. Số anh em cũng như bà con cô bác mình hỏi em ở đâu mà sao em hay quên quá. Em quên dù em nói cái địa chỉ á. Thông thường mình lên đối với khách hàng mới á, bà con không biết chỗ mình ở đâu, anh em cứ nhắn cái chỗ em hoài mà em quên hoài cho em không nhớ. Tới cái vụ kia mà có người phải nhắc em, không nhắc em là em cho không luôn á. Bởi vì bây giờ anh em nào chịu khó lâu lâu mà thấy em quên chơi sức gì chứ anh em cứ alo, cứ gọi điện hoặc là cứ gọi em đại nha anh em. Em năm nay còn nhỏ xíu tuổi hả, còn tuổi dê được chứ chưa hết dê. Nên anh em đừng có ngại nha, có một số bà con hỏi em tưởng em lớn tuổi không biết cách chưng hô sao. Em cũng nói thiệt với anh em là em tuổi con gà là 44 tuổi dậu. Giờ tụi em nên tiếp tục cho anh em bà con cô bác mình tham khảo là con cái này dân ma NS40 mà thật sự với anh em là không có đụng cây chìa khóa nào trong đây chứ. Mấy chú cháu em là chỉ lựa con nào nó có cái thùng dầu nó còn đẹp quay nó chạy ra em quất à. Cái này nó có nắp chụp heo không thầy? Dạ, có nắp chụp heo này không? Dạ. Không, cái này nó không có nắp chụp heo nha mày. Dấu găng anh em nhìn thấy không? Mà còn nếu anh em nào có nhu cầu xài thì để em cố gắng em kiếm. Em thì còn nhiều lắm nhưng mà nó nhiều lỗi anh em ơi. 40, 50, 60, 70, 80 gì nếu nó vừa thì em gắn em tặng anh em à, chứ em cũng không giữ làm gì đâu. Ai em bỏ lỡn ngỡn tùm lum chân nè à, bị nó nhiều lội, nếu nó vừa thì mình gắn mà tặng anh em chứ đâu có giữ làm gì đâu. Đó, giống vừa phải không con? Em thấy có lý rồi đó. Cái này con bé này vô giúp xíu con bé này. Ừ, đúng rồi. Giờ nó không phải vậy rồi. Nó chắc 50 vậy. Đó, ai gọi cái này đó. Hy vọng là không phải chủ nợ. Nếu mà bắt máy lên để chứ chủ nợ thì nói bắt thắng không có nhà nha. Bắt thắng chung nợ rồi. Bắt con không có nhà mà gọi lên nổi lên chữ con nợ thì bắt thắng con đang ở nhà kia. Còn đây chữ chủ nợ rồi bắt con không có nhà. Bắt con đi chơi ơi. Em lên cho anh em là cái con này dân ma NS40 nước. Cái này nó không có bu ly nhưng mà bên em sẽ tặng cho anh em cũng như bà con cô bác mình cái bu ly ha. Nếu mà trường hợp nếu mình bơm nước thì em tặng cái bu ly bơm nước ruộng. Còn nếu mà mình chạy mà kéo dây cua go á, thì bên em sẽ tặng cái bu ly có rảnh để mà mình tiện cho cái việc phục vụ cho mình cho nó chính xác ha. Còn ngoại hình cái máy này á, thì em thấy nó vô dạng sồn sồn của giống em vậy nè. Nhưng mà được có một cái nãy mấy đứa nó đổ dầu vô đi chứ nó chạy rồi quất liền. Để cái đồng dầu nữa, cái này em thấy nó còn đẹp nữa nè. Cái này là nó áo dầu cho nó không có xét. Nó áo dầu để em miên nữa coi. Nó áo dầu anh em ơi, cái đít nó còn sáng. Còn nó xét thì nó sẽ nhâm. Anh em nhìn cái miệng này. Có lược không tài? Dạ không. Không có lược. Có lược thì em sẽ tặng anh em cái lược khác nha. Còn nhầm cái nó có, nhầm cái nó không. Ở trên bãi nhiều khi người ta lấy sẵn là chứ em cũng không có lấy máy này đâu. Còn số CD của máy này là 81579 anh em ơi. 81579 à, cái co nhớt thì em thấy nơi xét này. Đây là một cái điểm trừ nhỏ của anh em. Cái này thông thường á thì tụi em trường hợp anh em có chốt qua này nhớ nhắc giùm em ha. Em tặng cho anh em một cái ống đồng để khi về sau này anh em xài mà nó bị mục hay đối với mấy cái dòng máy Nhật này nó hay bị gì nó lủng một tí xíu là nó xì nhớt là mình cản không nổi á. Mình cắt cái ống này ra rồi đầu mình tháp cái ống đồng vô mình đem lên tiệm mình hàng gió đá, ta thổi bằng gió đá bằng thau vậy á. Chắc cỡ khoảng hai đầu chắc có khoảng 30.000 nó đỡ tốn tiền hơn mình mua cái ống mới nha nè. Mua ống mới nó gần 200.000. Rồi để em nhờ hai cháu tiền tài nó cắt hàng cho anh em bà con cô bác mình ha. Cái này em bảo đảm anh em là nó ghim cho mà tới ghim luôn á, nguyên xi luôn á đó. Mà chạy em quất, tụi em quất mà đó.
cái này tụi em tôn trọng cái độ nhạy mà độ ghim của nó là cái máy này, cái này nó vô dạng nó sồn sồn nó không có đẹp đâu nè, nhưng mà được có một cái là đồ nó chất lượng, tôi đãi về nó còn chạy vậy là ok à, những cái máy nó mình xài nó còn tốt, độ nó nguyên xi hoàn toàn không có qua cái chỉnh ram đi chỉnh rửa gì hết. Còn mấy bác cháu mà mở ra nào đổ vô chạy đâu hết à, tôi mở cái e cho bà con mình coi. Lành à, hên quá không phải chủ nợ anh em ơi, cái này lành anh này có mua em có máy nè, tí xíu em dội lại cho anh. Còn đẹp dữ đó hả, trên đây mới rồi nè, rất là mới luôn. Rồi cái bộ em nè, bảo đảm với anh em là hoàn toàn bộ em chưa có đụng chạm vô bên trong máy, còn dính cái này còn dính mắc kẹt đây luôn, quá đẹp anh em ơi. Cái này cái bề ngoài nó là nó không có nhìn nó không bắt mắt thùng, nhưng mà cái máy nó đúng chất á. Cái này anh em bơm nước ruộng nó rất là bền luôn á, cái nước xịu hao dầu à. Đó ba này chào em vậy đó, đó. Mình nãy lem lút vậy đó. Nhưng mà nó vui. Đứng em hả? Đứng em áo vũ cửa hàng vậy nên em. Thì có máy nó chạy tốt thì nhưng mà anh em phải chạy vô đây thì vì ta bỏ bãi lâu lắm, bạc nó chưa có nở nên em chạy vô đây cho nó mình về chơi cho nó chắc ăn, chạy vô đây xong mình rửa, xong mình rửa cho cái bọng cho nó sạch, thì rửa cái bình dầu lên mình chạy để nó tốt hơn nhiều. Cái này chân nền nó còn nguyên bản theo máy gì nè, còn dây gì thì nó một cái gì đó, nó không hiểu. Rồi em cũng xin báo giá cho bà con cô bác mình luôn ha. Mặt trước nhìn nó đẹp lắm anh em. Cái này nắp lắp nè. Cái này em bán cho anh em là 2.9 triệu, phí ship 300 là 3.2 triệu. À, anh em nào làm được cái máy này thì alo giùm em ha, 2.9 triệu phí ship 300. 3.2 triệu anh em nhìn nắp OE này nè. Mặt trước nắp lắp nè. Cái này anh em mua bỏ đồng một cái bơm nước tới công chuyện luôn. Cái này em nghĩ người ta bỏ lâu thôi chứ máy này ít xài. Lốc rất là đẹp luôn. Bỏ ngoài mưa nắng nó xét, cái có máy chạy nghe tiếng còn tốt quá, như anh em nhìn nè, nó nguyên si luôn vậy đó. Đó giờ mấy đứa cháu em nó quay chạy làm được em quốc rồi. Rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Rồi cảm ơn hai đứa con nha. Rồi chào tạm biệt anh em.